Vương quốc Na Uy là một quốc gia có chủ quyền nằm trên bán đảo Scandinavia ở Bắc Âu. Khá dễ để tìm thấy Na Uy trên bản đồ. Đất nước Na Uy được biết đến với thiên nhiên xinh đẹp. Đường bờ biển hùng vĩ trải dài từ Thụy Điển đến khắp các ngọn núi phía Nam và đến tận biên giới với Nga. Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cùng tạo nên thuật ngữ Scandinavia. Các quốc gia ở Scandinavia này cùng với Phần Lan và Iceland được biết đến là các nước Bắc Âu. Scandinavia đặc trưng bởi nền văn hóa và di sản của Bắc Đức, tập hợp các loại ngôn ngữ đa dạng và có thể thấu hiểu lẫn nhau. Một số nhà ngôn ngữ học lại cho rằng tiếng Na Uy, tiếng Thụy Điển và tiếng Đan Mạch thực sự chỉ là những biến thể của ngôn ngữ Scandinavia. Và nhắc đến Na Uy, chúng ta không thể bỏ qua một cầu thủ được bỏ phiếu để không được thi đấu tại ngoại hạng Anh vì nghi ngờ là người ngoài hành tinh, đó là Erling Haaland. Và Haaland sẽ có ở phần sau. Địa lý. Na Uy là một quốc gia hẹp ven biển nằm ở Bắc Âu. Nó nằm trên bán đảo Scandinavia cùng với Thụy Điển và phía bắc Phần Lan. Đường bờ biển của Na Uy nổi tiếng với các vịnh hẹp được tạo ra bởi các sông băng và núi. Na Uy có rất là nhiều núi, một số đỉnh núi rất dốc mà chưa ai từng thử leo lên. Ngoài phần đất liền trên bán đảo Scandinavia, Na Uy còn sở hữu chuỗi đảo Svalbard và ba hòn đảo ở Nam Cực. Thuộc quyền quản lý của Na Uy, quần đảo Svalbard nằm ở Bắc Cực, có một số cộng đồng sinh sống khác xa thế giới bên ngoài. Chúng có diện tích rất rộng lớn, nằm từ 74 đến 81 độ vĩ Bắc và từ 10 đến 35 độ kinh Đông. Khí hậu như đã được đề cập, bờ biển dài ảnh hưởng nhiều đến khí hậu của Na Uy. Ven biển ẩm ướt và ôn hòa, trong khi các vùng nội địa mát hơn và khô hơn với mùa đông dài hơn. Tuy nhiên, do dòng chảy của vịnh, các khu vực ven biển khá ôn hòa vào mùa đông và tất cả các vùng của đất nước có thể trải qua mùa hè ấm áp đáng ngạc nhiên. Cảnh quan tự nhiên. Môi trường thiên nhiên ở đây thực sự rất đa dạng, có những ngọn núi cao nhất Bắc Âu, các sông băng và vịnh hẹp nổi tiếng chiếm phần lớn cảnh quan. Do địa hình, hầu hết các thị trấn lớn đều nằm ở trên đường bờ biển hoặc là các vịnh hẹp. Cảnh quan là động lực chính của ngành du lịch. Khách du lịch đến Na Uy từ khắp nơi trên thế giới trải nghiệm những vịnh hẹp, leo lên những ngọn núi. Bắc Na Uy sở hữu thiên nhiên vô cùng thu hút, bao gồm cả cực quang Bắc Cực. Chính phủ và chính trị. Na Uy là một quốc gia quân chủ lập hiến và phân chia quyền lợi nhà nước giữa nghị viện, nội các và các tòa án tối cao. Na Uy là một nền dân chủ hoàn toàn vào năm 2019. Gần đây, báo cáo tự do The Freedom House đã trao cho Na Uy điểm tối đa về các quyền chính trị và tự do dân sự. Na Uy được chia thành 19 quận, gọi là Fylker. Nhà vua bổ nhiệm một thống đốc cho mỗi quận. Mỗi quận cũng có một hội đồng cộng đồng gồm các quan chức được bầu chọn. Các thành viên của Quốc hội Na Uy được gọi là Storting, được bầu 4 năm một lần. Công dân Na Uy từ 18 tuổi trở lên có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội. Chính phủ Na Uy cũng có các nội các gồm thủ tướng và các quan chức dân cử khác. Thủ tướng đương nhiệm của Na Uy là Erna Solberg, người đã nắm chức vụ này từ năm 2013. Bà ấy lãnh đạo chính phủ liên minh trung hữu, đảng tư nhân lớn nhất của Quốc hội Na Uy là Đảng Lao động và Đảng Đối lập. Nền kinh tế Na Uy. Na Uy duy trì một sự kết hợp nền kinh tế thị trường và mô hình phúc lợi Bắc Âu với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hệ thống an sinh xã hội toàn diện. Theo cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ, Na Uy đứng thứ tư trong những quốc gia có thu nhập cao nhất. Bất chấp cái sự suy thoái gần đây, ngành công nghiệp dầu khí vẫn duy trì tầm quan trọng thiết yếu đối với nền kinh tế của Na Uy. Ngoài Trung Đông, Na Uy là quốc gia sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. Nền công nghiệp này chiếm khoảng 25% GDP của Na Uy. Tuy nhiên, nền kinh tế Na Uy đang trong giai đoạn chuyển đổi. Dầu và khí gas không còn tồn tại mãi mãi và chính phủ đang đầu tư đáng kể vào các công nghệ khác. Các nhu cầu điện năng trong nước của Na Uy hầu như chỉ được đáp ứng bằng năng lượng tái tạo. Thủy sản, vận tải biển và du lịch là một trong những ngành quan trọng khác. Con người và văn hóa Na Uy. Hầu hết người Na Uy có liên quan chặt chẽ với người Đan Mạch và người Thụy Điển. Một dân số
Magni Venner di cư đến Na Uy từ Phần Lan vào thế kỷ 18 và 19. Na Uy cũng là quê hương của người Sami, một tộc người tôi được gọi là Lapps. Người Sami thường thấp hơn hầu hết người Na Uy và có nước da sẫm màu hơn. Họ chăn nuôi tuần lộc. Người Na Uy tự hào về truyền thống bình đẳng và nhân đạo của họ. Na Uy thường tiếp nhận những người tị nạn và những người xin tị nạn từ các nước khác. Người dân Na Uy có một trong những tiêu chuẩn sống cao nhất thế giới. Các doanh nghiệp thường mở cửa từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều với thời gian nghỉ ngắn để ăn trưa. Khi các gia đình có em bé mới sinh, cả cha và mẹ có thể chia sẻ 42 tuần nghỉ có lương. Trẻ em Na Uy không bắt đầu đi học cho đến khi chúng được 7 tuổi. Các anh em có biết không, ở Na Uy, giáo dục thì được miễn phí. Hệ thống giáo dục tại Na Uy được nhà nước tài trợ để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được tiếp cận giáo dục bình đẳng. Điều này có nghĩa là hầu hết các cơ sở giáo dục tại Na Uy không thu học phí. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, bạn gần như chỉ mong lấy được bằng cấp và trải nghiệm cuộc sống sinh viên vô tư. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên Na Uy có quyền và nghĩa vụ phải hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở. Người lớn cũng được học tiểu học và trung học cơ sở như nhau. Chất lượng cao của các trường đại học và cao đẳng tại Na Uy đã dẫn đến ngày càng nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn du học Na Uy. Đặc biệt, ngay cả những sinh viên quốc tế ngoài EU như Việt Nam cũng được hưởng ưu đãi miễn phí học phí. Sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng đại học của Na Uy được cam kết cả trong và ngoài khuôn viên trường. Đối với sinh viên quốc tế, các hoạt động ngoại khóa có thể là chìa khóa để hội nhập thành công. Đi du lịch Na Uy vào thời điểm nào? Cũng giống như các nước Bắc Âu khác, Na Uy có mùa hè mát mẻ, dễ chịu, còn mùa đông thì lạnh buốt. Chính vì vậy, thời điểm đi du lịch Na Uy đẹp nhất là vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Bởi du lịch Na Uy mùa hè thì thời tiết khá phù hợp, không quá nóng cũng không lạnh, khung cảnh cũng được mở rộng, rực rỡ, tươi mới hơn rất nhiều so với mùa đông. Tuy nhiên, nếu bạn là một người thích trải nghiệm đặc biệt là các hoạt động thể thao thì bạn có thể đi du lịch Na Uy vào khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Lúc này, bạn có thể đi trượt tuyết, tham gia lễ hội Giáng sinh truyền thống hoặc tham gia các tour du lịch ngắm bắt cực quang huyền ảo, siêu đẹp mà bạn cứ ngỡ như chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Các địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới Na Uy. Có nhiều người hỏi rằng, Na Uy thì có gì nổi tiếng? Thì Oslo là một câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên, bởi vì đây là thành phố lâu đời nhất vùng Scandinavia. Không chỉ được chiêm ngưỡng sự phát triển của một trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Na Uy, mà tại đây bạn còn được hòa mình ngắm nhìn khung cảnh các vùng nông thôn, những dãy núi cao, những hàng cây hút tầm nhìn và những bãi biển tuyệt đẹp. Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên ở các công viên rộng lớn như Vigeland, trung tâm Nobel Hòa Bình, các khu bảo tồn tự nhiên khi tới đây, mà bạn còn khám phá văn hóa, lịch sử của thành phố cổ kính với những công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng công phu từ thế kỷ trước như lâu đài Akershus, cung điện hoàng gia Kirkelin Slot. Du lịch Bergen, Na Uy. Một thành phố du lịch bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch Na Uy đó chính là thành phố lớn thứ hai của Na Uy, Bergen, nơi được coi là cánh cổng để bước vào thiên đường vịnh hẹp nổi tiếng nhất khu vực miền Tây Na Uy với bầu không khí vô cùng trong lành. Nơi đây còn giữ lại cho mình nền văn hóa lâu đời cùng các công trình kiến trúc tiêu biểu. Đó là những ngôi biệt thự cổ nhưng to lớn, trang trọng, lấp lánh như trong truyện cổ tích. Những nhà thờ rộng lớn như St. Mary, phó đại cổ Bergenhurst, tháp Rosengren, tượng Evrard, con đường Atlantic, con đường nghẹt thở. Con đường Atlantic là một trong những điểm du lịch nổi bật của Na Uy. Và đây không phải là điểm đến cho những người yếu tim. Những con dốc cao vun vút với những độ cong, dốc, zigzag, uốn lượn khác nhau, đôi khi có các đợt sóng trắng xóa ập thẳng vào thành xe. Đó là những gì mà du khách sẽ được trải nghiệm khi đi qua con đường đại tây dương này. Vịnh hẹp Geiranger. Vịnh hẹp Geiranger được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, là phần vịnh ăn sâu vào đất liền nhất thế giới và là một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh. Vẻ đẹp khiến liệm tim du khách bởi những thác nước đổ ào ạt từ trên những vách đá dốc thẳng đứng xuống, những màn sương từ thác lơ lửng. Thành phố Tromsø được ví là Paris của phương Bắc,
Tromso là điểm đến yêu thích của du khách vào mùa đông. Nơi đây quyến rũ bởi vẻ đẹp thiên nhiên với những cánh rừng lạ kỳ, những con vịnh hẹp tuyệt đẹp và những ngọn núi hiểm trở. Onta, địa điểm ngắm cực quang đẹp nhất Na Uy. Không ít du khách khi tới Na Uy muốn biết rằng ngắm cực quang ở đâu thì đẹp nhất, thì Onta chính là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê những hiện tượng thiên văn học kỳ thú. Onta có biệt danh là thị trấn của Bắc Cực Quang, khi hiện tượng này thường xuyên diễn ra vào khoảng cuối giữa tháng 9 và đầu tháng 4. Một lý do khác khiến nơi này thu hút những người đam mê thiên văn học bởi tại đây có đài thiên văn Bắc Cực Quang đầu tiên trên thế giới. Thưởng thức món ăn gì khi đi du lịch tại Na Uy? Là một quốc gia bao bọc bởi biển, đại dương nên nguyên liệu chính cho mỗi bữa ăn của người Na Uy là cá. Bên cạnh đó là thịt, khoai tây và một số loại rau củ khác. Nếu đi du lịch Na Uy, bạn nhất định phải ăn thử những món ăn nổi tiếng sau đây. Cá hồi nướng. Đây là món ăn truyền thống của người Na Uy và rất nổi tiếng với nhiều thực khách trên thế giới. Cá hồi nướng này được sử dụng loại cá hồi tự nhiên, hương vị hấp dẫn, chất thịt và thơm ngọt, vị béo ngậy. Được dùng cùng thứ nước sốt đặc trưng của người dân Na Uy tạo nên một hương vị khó có thể cưỡng ngay đầu lưỡi. Cá tuyết khô ngâm giấm, lutefisk. Cá tuyết cũng là một nguyên liệu được ưa thích để tạo nên các món ăn truyền thống nổi tiếng tại Na Uy. Sau khi bắt được cá tuyết như những lớp băng dày, thì người dân đem chúng đi làm khô, sau đó là ngâm giấm. Mùi tanh của cá không còn, mà thay thế vào đó là mùi thơm dịu của cá kèm vị chua thanh từ giấm. Thịt cừu farikon. Thịt cừu ở Na Uy được sử dụng như thịt lợn và thịt bò ở nước ta. Khi sử dụng loại thịt này, người dân thường nấu cùng chúng với bắp cải, hạt tiêu khô tạo nên hương vị thơm, rất thanh ngọt, không ngán, rất ngọt. Erling Braut Haaland sinh ngày 21 tháng 7 năm 2000 là một cầu thủ bóng đá người Na Uy, hiện đang thi đấu vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Manchester City và đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy. Haaland bắt đầu sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ quê hương Ring vào năm 2016 và chỉ đến Modo một năm sau đó. Anh đã trải qua hai mùa giải cùng với câu lạc bộ trước khi ký hợp đồng với đội bóng áo Red Bull Salzburg vào tháng 1 năm 2019. Tại Salzburg, anh nhận được hai chức vô địch Bundesliga áo và một cúp bóng đá áo. Haaland trở thành cầu thủ thiếu niên đầu tiên ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại UEFA Champions League ở mùa giải 2019-2020. Vào tháng 12 năm 2019, anh hoàn tất thương vụ chuyển nhượng sang Borussia Dortmund với mức phí vào khoảng 20 triệu euro. Haaland cũng nhận được giải thưởng cậu bé vàng 2020. Trong mùa giải 2020-2021, anh cùng Dortmund lên ngôi vô địch DFB Pokal. Bên cạnh đó, anh còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và là vua phá lưới của Champions League. Sau FIFA U20 World Cup năm 2019, tại đây anh đã giành được chiếc nhẫn vàng, nơi anh lập kỷ lục ghi 9 bàn thắng trong một trận đấu. Haaland có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Na Uy vào tháng 9 năm 2019. Những chuyện chưa kể của Haaland. Đầu tiên, Flowking. Flowking chính là nghệ danh của Haaland khi là một rapper. Nếu không thành công với bóng đá, có lẽ chàng tiền đạo của Manchester City đã theo đuổi con đường nghệ thuật. Ở tuổi 20, Haaland luôn nỗ lực rèn luyện thân thể để thật khỏe mạnh và mục tiêu phấn đấu của anh chính là Cristiano Ronaldo. Haaland học theo chế độ ăn uống khoa học cũng như cách tập luyện của CR7. Có lần, Haaland nghe được câu chuyện về bữa trưa của Ronaldo chỉ có món cá và salad. Và kể từ đó, tiền đạo người Na Uy bắt đầu học theo Ronaldo. Thứ ba, Haaland thần tượng Ibrahimovic. Dù Ronaldo là hình mẫu mà Haaland đang theo đuổi, nhưng Zlatan Ibrahimovic mới chính là thần tượng của cầu thủ trẻ này. Năm 2019, Haaland từng hé lộ rằng tiền đạo người Thụy Điển chính là ngôi sao lớn nhất trong lòng của anh. Với chiều cao lý tưởng 1m94, Haaland được ví như một Zlatan Ibrahimovic tiếp theo cũng ra thế giới. Và đây cũng chính là mong mỏi của chính Haaland. Từng được huấn luyện viên Solskjaer dẫn dắt. Trước khi trở thành một tay săn bạc lợi hại, Haaland là một cầu thủ trẻ của Mondo thi đấu tại giải hạng nhất của Na Uy. Solskjaer chính là cái tên tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Haaland khi chuyên mộ anh từ Ring FK về với Modo, một trong những đội bóng xuất sắc nhất của Na Uy. Thứ năm, anh là fan cuồng của câu lạc bộ Leeds. Erling Haaland là con trai của cựu cầu thủ Erling Haaland
người từng khoác áo câu lạc bộ Leeds và Haaland cũng được sinh ra tại thành phố này. Đến thời điểm hiện tại, Haaland vẫn là fan cứng của câu lạc bộ Leeds hạng nhất nước Anh. Tiền đạo người Na Uy từng chia sẻ ước mơ muốn trở nên vĩ đại hơn bố mình và vô địch nước Anh cùng câu lạc bộ Leeds. Tuy nhiên, điều này dường như rất khó để xảy ra trong tương lai. Thứ 6, chọn Red Bull Salzburg thay vì Juventus. Đầu năm 2019, dù có thể tới Juventus sau khi rời Modo, nhưng Erling Haaland và bố đã quyết định chọn Red Bull Salzburg. Họ nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho tương lai. Haaland đã có cơ hội sát cánh bên những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo hay Dybala, nhưng tiền đạo người Na Uy thì chọn đi hướng khác. Tại RB Salzburg, Haaland đã tỏa sáng tại Champions League trước khi nhận lời mời gia nhập Dortmund và trở thành hiện tượng của châu Âu. Thứ 7, bài hát yêu thích của Haaland. Đó chính là nhãn hiệu của UEFA Champions League. Nhiều đồng đội đã tỏ ra bất ngờ khi biết tiền đạo người Na Uy luôn mở nhạc Champions League khi đi chơi. Haaland cũng cho biết rằng anh đã nghe bài hát Champions League từ khi còn nhỏ và rất thích được nghe trong sân vận động. Đó cũng chính là đất nước và cầu thủ Na Uy và Erling Haaland. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký, chia sẻ và like để cho mình có thêm động lực để làm nhiều clip tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn anh em.